Thủ môn Đặng Văn Lâm, chúng tôi thi đấu với một đối thủ đẳng cấp. Phát biểu sau trận thua Nhật Bản 0-1 ở tứ kết Asian Cup 2019, thủ môn Đặng Văn Lâm không giấu được sự tiếc nuối khi không thể cùng đội tuyển Việt Nam tạo nên bất ngờ. Anh nói chúng tôi thi đấu với một đối thủ đẳng cấp và đã chiến đấu hết mình. Dẫu vậy tôi cũng không khỏi buồn vì đội tuyển Việt Nam không có được một kết quả tốt hơn. Thủ môn Đặng Văn Lâm được xem là cầu thủ chơi hay nhất bên của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Nhật Bản. Thủ môn 26 tuổi này đã có ít nhất 5 tình huống cản phá, xuất sắc cứu thua cho đội tuyển Việt Nam. Tiếc là nỗ lực của Đặng Văn Lâm đã không thể giúp cho đội tuyển Việt Nam tránh khỏi một thất bại khi bị trọng tài thổi phạt 11m sau khi xem lại công nghệ pha. Thất bại đáng tiếc nhưng Đặng Văn Lâm cũng không quên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Việt Nam đã cổ vũ cho anh và các đồng đội. Cảm ơn các cổ động viên đã đến sân đông đảo, cũng như những người hâm mộ theo dõi qua truyền hình đã cổ vũ hết mình cho đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Cảm ơn mọi người, anh nói. Đặng Văn Lâm, tuyển Việt Nam và đẳng cấp của kẻ chiến bại. Dù không thể tạo nên bất ngờ trước tuyển Nhật Bản ở tứ kết, đội tuyển Việt Nam và cá nhân thủ môn Đặng Văn Lâm xứng đáng nhận được lời khen cho màn trình diễn tại Asian Cup 2019. Trên mạng xã hội Nhật Bản trong thời gian diễn ra trận đấu, Việt Nam là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Tại xứ sở mặt trời mọc, gần 80.000 dòng chia sẻ đã xuất hiện. Những người Nhật Bản không tin được rằng đội tuyển của họ chỉ có thể thắng Việt Nam bằng pha đá phạt 11m. Đặng Văn Lâm đã ở đó, người tạo ra nhiều khó khăn nhất với những cầu thủ Nhật Bản và khiến cho người dân quốc gia này buộc phải đặt ra những cơ hội về năng lực của đội tuyển, không ai khác là Đặng Văn Lâm. Phút thứ 28, thủ thành Văn Lâm đã ở đó để chặn cú đánh đầu của Wataru Endo đi chéo góc trong vòng cấm. Văn Lâm đã ở đó để chặn lại cú dứt điểm với độ khó không tưởng của Tamuki Minamino. Văn Lâm cũng đã ở đó để khắc phục cú dứt điểm rất khó khác của Minamino vào nửa cuối hiệp 2 khi chúng ta buộc phải lao lên để tìm bàn gỡ. Những tình huống tấn công bóng sống của Nhật Bản tắt ở chốt chặn duy nhất của đội tuyển Việt Nam, Văn Lâm chỉ chịu thất bại từ chấm 11m khi thủ môn về lý thuyết không thể là người sắm vai chủ động. Sự xuất sắc của người gác đèn sinh năm 1993 trong khung gỗ là điểm tựa để phần còn lại của đội tuyển Việt Nam dám chơi một cách sòng phẳng với Nhật Bản mạnh hơn. Bóng đá là trò chơi nghiệt ngã, khi người hùng của ngày hôm nay có thể là tội đồ của ngày mai, và nếu không có tâm lý đủ vững, cầu thủ có thể bị xô ngã và đứng dậy chưa bao giờ là câu chuyện đơn giản. Đặng Văn Lâm đã ở đó khi ASEAN 2018 bắt đầu và anh thủ thành hay nhất V-League bị kẹt đi để nhường chỗ cho đàn em Bùi Tiến Dũng, người không chắc suất tại câu lạc bộ Thanh Hóa. Không lùm xùm lợi ích nào xuất hiện vào lúc đó, Đặng Văn Lâm chấp nhận rút lui. Anh hiểu rằng thời của mình sẽ đến vào một ngày khác, đó là AFF Cup 2018, khi Văn Lâm thể hiện phong độ không tưởng trong cả giải đấu khi chỉ 3 lần vào lưới nhặt bóng, và giờ là Asian Cup 2019 trước ứng cử viên cho chức vô địch Nhật Bản. Danh hiệu hay nhất trận tứ kết Việt Nam-Nhật Bản là sự ghi nhận lớn và xứng đáng cho Văn Lâm, người bình tĩnh nhất, tỉnh táo và bản lĩnh nhất trong số những tuyển thủ Việt Nam tại Asian Cup 2019. Không phải vì phần còn lại không xuất sắc, mà bởi vì những áp lực tới với Đặng Văn Lâm ở cấp độ khác hoàn toàn, và chỉ riêng chuyện đứng vững cũng là thử thách chứ chưa nói đến chuyện tỏa sáng. Bản lĩnh Văn Lâm. Trước Iraq, Văn Lâm đã để thủng lưới đúng phút cuối từ cú sút phạt không thể cản phá của Ali Anan. Nhiều cổ động viên Việt Nam cùng truyền thông lao vào mổ xẻ xem liệu thủ thành gốc Nga có đứng lỗi vị trí hay không trong tình huống đó. Giữa tâm bão chỉ trích, Đặng Văn Lâm chỉ viết ngắn gọn trên trang cá nhân: bóng đá thật tuyệt vời, 90 phút quý giá, chúng tôi đã cố gắng hết mình, không còn chia sẻ nào thêm. Trước Iran chúng ta thua trắng 0-2, nhưng Văn Lâm ghi dấu ấn bằng những pha bay người cản phá xuất sắc. Trước Yemen, sự chắc chắn của Văn Lâm là nền tảng cho chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam. Trước Jordan, bản lĩnh của Văn Lâm một lần nữa được thể hiện bằng pha cản phá chính xác của đá luân lưu của Amen Sami bên phía Jordan. Và giờ là Nhật Bản, kêu anh là cầu thủ hay nhất trận đấu. Không ai thấy ảnh hưởng nào từ những lùm xùm khủng khiếp sau trận thua Iraq. Văn Lâm không hề đứng dậy từ thất bại, đơn giản vì anh cũng chưa hề gục ngã. Trong phần họp báo sau trận đấu với Jordan, Văn Lâm thừa nhận điều duy nhất mà mình chuẩn bị cho lần sút luân lưu là sự tự tin. Thủ thành số 1 của đội tuyển Việt Nam tin rằng bàn thua trước Jordan không thể khiến cho anh cùng đồng đội bị loại, và những sai lầm nếu có không thể là thước đo giới hạn cho tài năng của người gác đền sinh năm 1993. Sự tự tin ấy cũng là mấu chốt cho chiến công lịch sử của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019. Nếu không có sự tự tin, Việt Nam đã không thể ép sân hoàn toàn Jordan, tới mức huấn luyện viên trưởng đối thủ thừa nhận rằng các cầu thủ của ông đã chơi bóng với sự sợ hãi. Nếu không có sự tự tin, Việt Nam đã không thể có những lúc đặt khung thành của Nhật Bản vào tình trạng báo động. Trong bóng đá, song hành với chiến thắng luôn là thất bại. Những người giỏi nhất cũng đã có lúc cay đắng,
nhưng thước đo cho tài năng hay bản lĩnh của một cầu thủ nói riêng hay tập thể nói chung không bao giờ là thất bại cả, đó là thái độ sau thất bại. Nếu anh đứng dậy, làm lại và thành công, ám ảnh thất bại sẽ qua đi, chỉ còn vinh quang ở lại. Còn ngược lại, độc giả có lẽ đã tự có câu trả lời. Đặng Văn Lâm và có thể là cả đội tuyển Việt Nam không phải trường hợp thứ hai. Thủ thành của đội tuyển Việt Nam có thể đứng sai vị trí thật dưới Iraq và chọn cách bắt bài sau trước Jordan. Nhưng điều quan trọng là Văn Lâm không thể ám ảnh thất bại đó, nếu giữ mình để từ đó bật lên thành người hùng trước Jordan và cả Nhật Bản. Đội tuyển Việt Nam đã thua đau Iraq, thua trắng trước Iran và phải rất may mắn mới có thể lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 trước khi phải dừng bước ở tứ kết trước Nhật Bản. Nhưng cuộc thất bại đó không định nghĩa được đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đã dám chơi, dám tấn công, dám mạo hiểm trước Nhật Bản. Đâu đó người ta nói về World Cup sau một trận thua lạc quan hay hoang tưởng tùy quan điểm của mọi người. Tuy nhiên tất cả diễn biến ấy đều diễn ra rất tự nhiên, từ những cảm xúc không thành lời khi chứng kiến những cái bóng áo đỏ chạy miệt mài trên sân cùng một cái bóng áo xanh bay người như người nhện trong khung thành. Đá một trận để đời, đội tuyển Việt Nam khiến cho Nhật Bản tốn mồ hôi vào bán kết. Phút thứ 16, bóng được đưa vào lưới của thủ thành Sauchi Gouda. Bên phía Nhật Bản, người tung cú sút đưa bóng vào lưới là Cộng Phượng. Tiếc quá, trước khi bóng tung lưới, trọng tài biên đã kịp căng cờ báo việt vị. Tình huống ấy Cộng Phượng việt vị thật. Dưới đây 10 phút sau, từ cú phạt góc, đội trưởng Yoshida của Nhật Bản bàn vào đánh đầu tung lưới thủ thành Văn Lâm. Kịch bản trận đấu trước của Nhật Bản khi họ cũng có bàn thắng sớm từ tình huống phạt góc đánh đầu trước Saudi Arabia để rồi giữ nguyên tỷ số ấy để đi tiếp dường như đang quay trở lại. Tín hiệu VAR gọi trọng tài chính vào xem màn hình để thẩm định lại pha bóng ấy. Pha chiếu chậm cho thấy rõ ràng, hóa ra bóng từ tay Yoshida chứ không phải từ đầu bay thẳng vào lưới Văn Lâm, bàn thắng không được công nhận. Chỉ 2 phút sau, phút thứ 28 lại là Công Phượng với pha solo quen thuộc đầy ngẫu hứng, đáng tiếc cú sút cuối cùng của Công Phượng lại chệch khung thành đối phương. Một phút sau đến lượt Đặng Văn Lâm thực hiện pha cứu thua không thể tin nổi bằng cú bay người đẩy văng pha đánh đầu cận thành. Lần lượt phút 37 và 39 là những pha kết thúc của Phan Văn Đức và Quang Hải ngay trong vòng cấm địa của Nhật Bản. Đặc biệt pha sút bóng của Quang Hải bị thủ thành Suichi Gonda cản phá trong gang tấc sau khi cả Quang Hải lẫn Văn Đức lùi thủ thành này ngay trong vòng 5m50 để cướp bóng ngay trong vòng cấm địa đối phương. Phút chính thức cuối cùng đến lượt tiền đạo Takumi Minamino không thể tin nổi vào mắt mình khi va sút bóng tưởng chừng cái bàn 10-10 lại bị Đặng Văn Lâm cản phá xuất thần. Hiệp đầu tiên của trận đấu này hấp dẫn như thế. Ở đó là một đội tuyển Nhật Bản trình rập triển khai phong tỏa toàn bộ khu vực giữa sân, hòng bóp nghẹt sức tấn công để lùi các cầu thủ Việt Nam về sau sân nhà. Hòng triển khai các đòn đánh bằng lối chơi bóng đạt kỹ thuật và ăn ý của mình vươn lên dẫn trước. Nhưng ở đó là một huấn luyện viên Berhalter đã chẳng mấy khó khăn đọc được ý đồ của huấn luyện viên đối phương, để thay vì bị động thì kéo hàng Quế Ngọc Hải lên đá cao nhất trên hàng thủ, chủ động hóa giải các pha tấn công của Nhật Bản từ xa khung thành Văn Lâm, dẫu cho nhường tuyến giữa cho đối phương, đồng thời gài Công Phượng thêm cả Văn Đức và Quang Hải trên cao để ăn thua đủ với thầy trò huấn luyện viên Hajime Mariyasu. Dẫu suýt nữa phải lên bàn thua nếu VAR không kịp thời ra tay, nhưng các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng có không ít cơ hội xuyên thủng màn lưới của thủ thành Suichi Gonda. Hóa ra hàng phòng ngự của Nhật Bản cũng đâu có vững chắc, nhưng người ta vẫn lo sợ. Trước trận đấu này, phù thủy trắng Billy Joshi, người từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Nhật Bản đến chức vô địch Asian Cup 2000, đã đưa ra nhận định cực kỳ bất ngờ rằng ông tin Việt Nam sẽ thắng với tỷ số 2-1. Rất nhiều người cười và nhận định này, tuy nhiên với những gì diễn ra trên sân, ông có lý, bởi khả năng các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo ghi bàn là hoàn toàn có thể. Huấn luyện viên Park Hang-seo tin vào điều đấy, và đấy là lý do ông đưa ra một quyết định khiến cho tất cả kinh ngạc, tung Văn Toàn và thay Hùng Dũng viết ăn thua đủ với đối phương mạnh hơn. Nhưng đáng tiếc, ngay sau khi Văn Toàn vào sân ở phút thứ 54 thì trọng tài cho dừng trận đấu, bởi qua xét lại pha bóng trước đó của Bùi Tiến Dũng cản phá đối phương trong vòng cấm địa. Pha chiếu chậm cho thấy dù chạm bóng trước nhưng trung vệ số 4 của đội tuyển Việt Nam đã phạm lỗi khá rõ ràng, phạt đền. Quả sút 11m của Risu Don đi đúng vào hướng bay của Đặng Văn Lâm và xíu nữa thủ thành Việt Kiều này đã chạm được tay vào bóng. Bàn thua rốt cuộc cũng đến với các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo và cả một trời khó khăn ập xuống. Sau bàn thắng, Nhật Bản triển khai ngay lối đá tổ của mình. Họ tăng cường kiểm soát bóng bằng những pha bật nhỏ đầy kỹ thuật, kéo các cầu thủ tuyển Việt Nam đuổi theo. Lối đá đầy khó chịu ấy của Nhật Bản được họ luyện rất kỹ để quyết tâm đi đến trận đấu cuối cùng của giải, để bước lên bục cao nhất trong tư thế những nhà vô địch. Nhưng đối đầu với họ là tinh thần Việt Nam với ý chí của những chiến binh chưa từng biết đầu hàng, chưa từng biết cúi đầu. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, trên phần sân đối phương với sự tăng cường mang tên Hồng Duy và Xuân Trường, các cầu thủ Việt Nam liên tục
tấn công và vây ráp khung thành của Sauchi Gonda. Trong khi đó, trước khung thành của Đặng Văn Lâm liên tiếp khiến cho chân sút của Nhật Bản phải nản lòng. Thầy trò huấn luyện viên Hajime Maruyasu thực sự rất mạnh mẽ, tài năng và khôn ngoan. Họ thực sự là một đội bóng hàng đầu châu Á và xứng đáng có chỗ ở bán kết. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thêm lần nữa cho cả châu lục thấy họ không phải dạng vừa đâu, và thực lực ấy sẽ giúp cho họ còn những giải đấu bùng nổ nữa trong tương lai. Hãy cứ hỏi Iraq, Iran, hỏi Jordan và Nhật Bản rằng ai là đối thủ khiến cho họ phải toát mồ hôi nhất. Cho đến lúc này, câu trả lời chắc chắn là Việt Nam. Cả châu Á lại thêm lần nữa ngạc mộ trước ý chí, tinh thần và tài năng bản lĩnh của Việt Nam. Cảm ơn ông, huấn luyện viên Park Hang-seo. Cảm ơn những chàng trai chiến binh đã cháy đến tận cùng trong nỗ lực đem vinh quang về cho Tổ quốc. Không có gì phải nuối tiếc cả.